Rồi, ngồi đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Bây giờ thì bạn nam giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Xin chào bạn gái bên cạnh cũng như những người thân địa bàn ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Thiền Thông. Năm nay mình 30 tuổi, mình đến từ Huế. Huế hả? Dạ em Huế. Ừ, đã đông hướng rồi. Thông làm công việc gì? Dạ hiện nay em đang là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của công ty do chính em thành lập, chuyên về đào tạo Anh ngữ và tư vấn du học. Tức là dạy tiếng Anh rồi đó hả? Em có hai cơ sở ở Huế và một chi nhánh ở Vũng Tàu và đang có hy vọng là muốn mở chi nhánh ở Sài Gòn luôn. Ồ, chúc mừng bạn nha. Ồ, giỏi quá. Ui, tự hào dễ sợ. Quế Minh. Chào em. Rồi. Chào chị. Em xin chào chị Nam Thư, anh Viền Linh cùng bạn nam bên cạnh. Em tên là Trần Thị Thu, em đến từ Bình Định, năm nay em 32 tuổi. Em làm bên thiết kế và em đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Thiết kế là mình thiết kế gì hả em? Dạ em thiết kế bên thời trang á chị. Nhìn em hết như sức là style. Qua giới thiệu thì bạn nữ bên kia đó dạ. Là 32 tuổi đúng không? Dạ. Hơn bạn trai bên đây 2 tuổi. Dạ. Mình có ngại ngùng công việc đó hay không? Dạ, người Huy em có câu là nhất gái hơn hai, nhi trai hơn một. Đúng rồi. Cho nên thực ra chuyện đó là theo em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì tuổi tác không thực sự quan trọng lắm. Rồi, tốt. Bây giờ đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về những cái ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dở tin, hiền và em dở tha thứ cho người khác. Còn ưu điểm của em là... Nói chung ạ. Nắm tay chị, nắm tay chị. Nhược điểm của em là ăn mặc của em đôi lúc nó hơi điên điên một xíu. Ừ, chị nghĩ không sao mà, giống như em mặc bộ đồ hôm nay nhìn em rất là sport, cái kiểu mình vậy. Dạ. Rồi còn bạn nam bên kia thì sao ha? Dạ, theo em nghĩ thì ưu điểm của em là thứ nhất là thông minh. Dạ, thứ hai là em rất là bản lĩnh, chịu khó, nhạy cảm và tinh tế đối với phái nữ. Về khuyết điểm thì em nói ra thì em là sợ mọi người buồn cười. Bởi vì là em sợ chết. Em sợ chết. Sợ chết hả? Dạ em sợ chết. Mỗi buổi tối mà em tắt điện ngủ á, là mà mọi thứ để tối xung quanh em tối thui thui vậy á, là em nghĩ rằng mình đang nằm trong quan tài. Và thứ hai là em sợ cô độc. Và cái cuối cùng đó là cái tối của em nó khá là lớn, khá là mạnh. Nên là thỉnh thoảng là nếu như trong một mối quan hệ á, sẽ rất dễ là xung đột với cái bằng nữ. Chính xác là như vậy. Dạ. Nếu mà cái tôi quá lớn á thì đôi khi chúng ta trở thành gọi là gia trưởng hả? Gia trưởng nó gọi là cái gì cũng quyết đoán hết trơn, mình không trai quyết hết trơn á. Chào đó. Em. Dạ chào chị, chào thập tử cô nương. Ừ, đông hương. Dạ. Rồi tư trượt tại chưa vừa qua mỹ mỗi tin rồi. Dạ em hai mỗi tin. Rồi mỗi tin đầu tiên là rắn mà chia tay. Dạ, mỗi tin đầu tiên của em là vào năm 2009. Là lúc đó thì gia đình em còn tương đối ổn định một chút. Và nhưng mà sau khi mà trong khi em có bạn gái của em á, thì gia đình em phá sản, phải bỏ học đại học. Gia đình thì lại không có gì cả. Em cảm thấy là mình sẽ không chăm lo được cho bạn đó, cho nên là em quyết định là hai đứa cho nhau lối đi riêng. Dạ. Nhìn em như vậy chắc chị không nghĩ là em đã từng đi làm phục vụ bàn, đi làm giữ xe cho người ta. Bạn gái bên đi có chia sẻ là bạn cái Lâm thiệt kệ mà. Dạ. Thì tâm hồn rất là bay bổng. Dạ. Rửa thì bạn còn nói là cái gu ăn mặc của bạn á, nó dạ, cũng hơi style, hơi là tí xỉu. Dạ. Thì em có vấn đề chứ vậy cái gu ăn mặc không? Dạ, mà thật ra thì mặc dù em là người Huế nhưng mà không phải là như mọi người nghĩ là người Huế rất là cổ hủ và bảo thủ đâu. Ừ. Tụi em là những người trẻ mà, tụi em có suy nghĩ rất là phóng khoáng về chuyện đó. Bản thân em là người chủ của công ty. Nhưng mà thỉnh thoảng em đi làm thì không phải lúc nào em cũng ăn mặc như vậy. Thỉnh thoảng em đi em mặc quần rách không à. Quần rách là tật vé từ đâu cũng được, chứ không mà rất là em cũng rất là khung. Tức là không quan trọng ăn mặc. Dạ. Quan trọng trái tim rắn thôi. Đừng có lộ lắng phản cảm quá là được. Còn lại bạn có thoải mái tự tin khoe cả tình. Rồi, rồi, rồi là hiểu. Rồi. Nghe hiểu chưa Thu? Dạ hiểu. Đó, ông Mai qua rồi đó. Trước khi anh qua anh hỏi em này nè. Dạ. Nếu lấy nhau thì em có bắt buộc cô gái ấy về Huế sống với em hay không? Công việc của em thì chủ yếu là ở ngoài kia, mẹ em cũng ở ngoài kia và em hy vọng rằng người con gái đó có thể về giúp một tay với em chăm lo gia đình của em. Nhưng mà ngược lại, em sẽ cố gắng làm thật là tốt, có cái tài chính vững vàng để ví dụ là trong một tuần thì 3 ngày mình ở Huế rồi 3 ngày mình ở Bình Định chẳng hạn, mình sống thoải mái là được. Chà, cái này cũng mệt lắm á. Rồi, bây giờ em đã nghe. Chào cô gái. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao trên 1m7, không nhuộm tóc, không hình xăm. Là biết hiểu chuyện. Tại sao lại không nhuộm tóc?
Em có nhuộm được thì chàng trai cũng có nhuộm được chứ. Nhuộm nhưng mà đừng có lố lăng, ví dụ như vàng, xanh, đỏ thì em không thích ạ. Rồi còn gì nữa? Không hối. Em không thích gia trưởng, không thích lăng nhăng. Dạ. Mình nãy giờ mình nghe tất cả hai bên nói rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân xem sao. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cháu của em ạ. À, có cháu. Cháu thấy sao đó cháu? Cho em hỏi anh một xíu là anh có hay đi chơi không? Ví dụ như đi bar hay là đi chơi vũ trường hay là đi với bạn bè á. Chào em, anh có đi chơi nhưng mà vũ trường thì anh không đi. Anh rất là ghét vũ trường bởi vì nó ồn. Tại em thấy cái phong cách của anh ở bên ngoài á, thì em nghĩ chắc là anh đi chơi nhiều. Nếu như vậy vì em không thích kiểu tóc đó thì anh có thể chiều gì không? Câu hỏi khó trả lời của ông Mai. Là thật. Dạ, anh sẽ ngồi lại nói chuyện về gì của em. Anh muốn biết tại sao dì của em không có thích kiểu tóc này. Và anh phân tích cho dì của em thấy là kiểu tóc hay là khuyến tai hay là hình xăm, tất cả mọi thứ nó chỉ là bên ngoài. Bọn mình không thể nào đánh giá một con người qua bên ngoài của người ta được. Cho là dì em thích đi, nhưng mà kiểu gia đình em thì không thích người nhuộm tóc. Thì như thế nào? Anh tin rằng với những gì mà anh đang có, lúc anh ngồi nói chuyện với gia đình của em thì gia đình của em sẽ dần dà yêu chỉnh cái con người của anh và bỏ qua tất cả những cái vấn đề về bên ngoài của anh. Cảm ơn bé. Thu, tại sao em lại không thích đàn ông nhuộm tóc? Nó có bị khắt khe quá hay không? Dạ không chị, tại vì gia đình em thì nói chung là sống cũng theo một chút phong kiến. Nên ba mẹ thì cũng không thích bạn trai hay là người mà em chọn là phải ăn chơi, phải nhuộm tóc tai màu mè. Đó là gia đình của bản thân em là dân thiết kế thì chị nghĩ thiết kế thời trang thì cũng sẽ open hơn về cái vấn đề đó. Thì em cũng thích nam có nhuộm một xíu màu nhưng mà không nổi bật quá. Từ nãy tới giờ là mình bỏ quên một bước rất quan trọng là nghe tình trường. Em chia sẻ một tí xíu được không? Em trải qua hai mối tình, một mối tình chính thức và một mối tình không chính thức. Mối tình chính thức là em quen anh 10 năm ạ. 10 năm? Dạ. Tại sao mình lại chia tay? Tại anh đó cũng có nhiều điểm không tốt. Gia đình em thì cũng khuyên nhủ không chấp nhận. Hai đứa cũng có nhiều cái xích mích. Rồi chia tay ạ. Nhưng mà em không có dẫn về gia đình hay là em có không cho giao lưu gia đình, nhưng tại sao là gia đình nói anh nó không tốt mà vẫn quen 10 năm? Dạ em cũng có dẫn về nhà. Dẫn về nhiều lần không? Dạ một lần. Một lần một. Chơi quen 10 năm mà dẫn về còn một lần thôi một hả? Một lần một thì anh thấy vẫn chưa hợp lý. Giả như em tổ chức nhiều lần hơn nữa để gia đình có thể đối thoại giống như hồi nãy em nói Thông nói vậy đó. Dạ. Chúng ta bằng mọi cách để thuyết phục để xem chứ. Dạ, đúng một đó. Lần nó chưa đủ thuyết phục gia đình. Nhưng mà nếu là em thì là cho dù bằng được không muộn em về em vẫn sẽ về. Nếu mình thương người đó, mình bằng mọi giá phải về để thuyết phục gia đình. Đúng vì rồi. Người phụ nữ em sẽ chống lại cả thế giới. Bây giờ thì bên đại diện đàn trai. Con chào chú Cương Linh, em chào chị Nam Thư. Chào Cương. Em chào toàn bộ quý vị khán giả đang ở trường quay. Em là em Quân Thông. Thì nãy giờ cũng nghe chị Thu nói thì nếu mà xét về ngoại hình á thì chắc anh Thông bị loại từ vòng gửi xe rồi. Nhưng mà em chỉ nói đến vấn đề về tính cách á. Trong tình cảm thì anh Thông là một người hiền và chịu đựng. Còn nãy em nghe chị Thu nói là chị có tính tha thứ thì em thấy là giữa hai người là có cái sự tương đồng về tính cách còn bổ trợ nữa. Chắc là nếu mà đến được với nhau là cho nhau một cơ hội thì rất là tốt. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Tùy các bạn, đây là không gian của các bạn đó. Dạ. Bắt đầu mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em chào anh ạ. À, chào em. Chào anh. Hoa. Nó muốn mua đặc sản Huế để tặng em nhưng mà hơi khó mang đi. Dạ, nên là anh tặng cho em một bó hoa nha. Em cũng có một món quà tặng anh. Em tặng anh. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thể mở món quà của bạn gái xem gì không? Dạ. Trong cái hộp. Lấy ra đi, là cái gì vậy? Ồ, cái đầm em bé hả? Dạ, đầm em bé. Chắc là cái này cho Thu tự làm hả? Dạ, cái này là do chính em làm ạ. Nhưng tại sao em lại tặng một đầm em bé cho bạn trai của mình? À, vì em muốn nếu như mà mình có duyên gặp ở đây mà mình có cơ hội tiến xa hơn thì em muốn con của chúng mình đầu lòng là con gái và em muốn nó mặc một chiếc đầm màu trắng kết hợp với màu hồng và thêm một ít hạt ngọc trai. Quà cũng rất ý nghĩa ha.
Tinh tế. Không biết là em có ý kiến gì nếu em biết anh có hình xăm ở trên tay không? Một hình xăm mà nơi kín đáo thì không sao, nhưng mà em không thích nó lộ liễu ra bên ngoài quá. Bên tay trái của anh á, là những cái số lá mạ, ngày tháng năm sinh của bố mẹ anh, ngày mất của bố anh, ngày anh thành lập công ty, ngày đầu tiên ngày sinh của con nuôi anh. Còn ở bên tay phải của anh thì là những cái câu thơ chữ Hán mà anh thích, bởi vì ngoài tiếng Anh ra thì anh cũng có nghiên cứu thêm một vài ngoại ngữ nữa, và trong đó chữ tiếng Hán cổ là anh rất thích, chứ không phải là những hình xăm kiểu giang hồ chơi bùa đâu. Dạ. Đơn giản mà, giờ cứ về gặp phụ huynh mặc áo tay dài như vậy cho chị, hiểu không? Anh thấy tóc vậy được chưa? Nói chung là tùy sở thích của anh nhuộm thì anh nhuộm, nhưng mà đừng có lòe loẹt nhiều màu trên một đầu tóc là được. Cái này có lòe loẹt không? Cái này dạ. Là màu nấu rồi á, nó không có blue màu mà. Dạ. Như vậy nó được đúng không? Dạ. Mai nhuộm thêm màu tím nữa đẹp hơn. Hai bạn nếu mà như vậy là yêu xa, thì bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào nè? Em không còn ngày chuyện phải bay ra bay vào, bởi vì em rất thích như vậy. Bởi vì công việc của em rất là áp lực, nên là em không muốn là suốt ngày cứ đóng đến một chỗ. Em thích là làm việc 5 6 ngày gì đó trong tuần, rồi thì dù sáng thứ bảy em sẽ bay vào đây. Em chơi, em đi chơi về thu, rồi chiều nhật em lại bay ra Huế lại. Một tuần em có thể làm như vậy tuần nào cũng được. Anh không ngại vào Sài Gòn, anh cần lý do thôi. Hay quá. Vậy còn em thì sao? Nếu mình quen nhau thì nếu mình có cơ hội tiến đến với nhau thì em có thể ra Huế với anh không để gặp mẹ anh? Dạ em sẵn sàng. Em nói với bạn gái đi, bởi vì khi nếu mà lấy vợ thì phải về Huế ở đó có được hay không? Em không có quan trọng lắm là người vợ của mình nó phải ở một nơi. Em muốn là bản thân em sẽ cố gắng làm việc để ở cái chỗ nào, ví dụ ở Bình Định anh cũng có một cái căn nhà nhỏ nhỏ, ở quê em anh cũng có một căn nhà nhỏ, ở đây anh cũng có một căn nhà nhỏ nhỏ, ở Huế anh cũng có căn nhà nhỏ, để ở đâu mình cũng có nhà cả, mình thích đâu thì mình đi. Anh vì anh là người rất thích tự do. Em có thích tự do không? Dạ em thích tự do. Mình giống nhau. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình thế nào hai bạn? Nói anh có quan niệm hôn nhân như thế nào? Một là không cưới, thứ hai nếu đã cưới thì đó sẽ phải là cái cuộc hôn nhân đầu tiên và là cuối cùng luôn. Anh dạ. Không muốn vội vã để rồi là một thời gian ở với nhau mình nhận ra rằng đó là một sự sai lầm. Chẳng thà mình có một thời gian dài yếu đương thật là mặn nồng, thật là thắm thiết, rồi đến một ngày đó mình cảm thấy mình thực sự cần nhau trong cuộc sống thì mình mới kết hôn. Chứ không phải mình kết hôn vì áp lực, không phải luôn vì là bố mẹ bắt buộc, hay phải kết hôn bởi vì độ tuổi của mình là đến tuổi phải kết hôn. Anh muốn như vậy. Dạ. Và trong hôn nhân anh muốn cả hai được có sự tự do. Dù như anh đi chơi với bạn bè của anh hay anh đi chơi với bạn bè của em không cần phải xin phép anh, cũng như anh không cần phải xin phép em. Nhưng vì bọn mình là vợ chồng thì mình phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Em chỉ cần thông báo cho anh biết hôm nay em đi đâu làm gì với ai, anh biết như vậy là được rồi. Ô cha ơi, thiệt luôn á. Ông ni cả anh ni mà đi cô gái là chết. Chết tư sọng tại chết. Anh có tính lăng nhăng không ạ? Anh ghét nhất là lăng nhăng. Ghét nhất là lăng nhăng. Thiệt không? Dạ thật. Thiệt không? Em thề. Chứ cái thầy cái miền đi ní là đi tại mố là gãi chẹt tại nãy rồi đó. Rồi bây giờ quan điểm hôn nhân của bạn gái thế nào? Nói cho bạn trai biết đi. Quan điểm hôn nhân của em là em không vội trong hôn nhân, nhưng mà em chậm mà chắc. Chồng anh cũng cùng quan điểm đó. Dạ. Rồi bây giờ kinh tế như thế nào? Tài chính chia sẻ ra sao với nhau? Chung là ai giữ tiền em không quan trọng, nhưng mà cả hai cùng đủ đảm bảo để lo cho cuộc sống của gia đình, cha mẹ là được. Thực sự mới nói luôn, anh nghĩ rằng đàn ông kiếm tiền rất giỏi, nhưng mà giữ tiền thì rất là dở. Cho nên là ở nhà toàn bộ tiền bạc của anh là đều nhờ mẹ quản lý cả. Anh thấy rất là thoải mái. Tại vì sao? Vì anh đã từng là xem cái bảng chi tiêu của mẹ, thế này ôi trời ơi, phải tính toán là ăn sáng chưa, mua này mua nọ mua kia, kiểu thấy rất là đau đầu. Cho bây giờ mình có một người phụ nữ ở bên cạnh mình lo cho mình những cái như vậy, tại sao mình lại không nhờ người ta, mình tin tưởng người ta, mặc dù mình tại sao mình phải suy nghĩ những cái đó cho nó nhức đâu. Anh muốn thoải mái, cho nên là trong gia đình thì chuyện kinh tế nếu như mình để với nhau thì anh sẽ nhờ mẹ và em cùng giúp anh quản lý. Rửa trong nhà em là trai một không Thông? Dạ em có một người em gái nữa. Rửa là em là trai đầu luôn, trai trường chứ nữa. Dạ cả nuôi cả ngoài em là cháu độc tôn, tức là cả nuôi cả ngoài cũng mình anh là cháu trai à. Ngày nay em mới bị gì cả. Ây cha, y cha, hèn chi. Bây giờ quay lại vấn đề nãy, bé Thu muốn cưới về là muốn con gái đầu lòng. À dạ không, cái chuyện đó không quan trọng, mặc dù em không có sợ chuyện đó. Dạ. Quan trọng đúng không? Dạ, trái gãi gì cũng được, cũng là con của mình mà. Rồi ví dụ như là nếu mà tội với nhau thì Thú phải về Huế ở với em chứ nữa, là dạ. Chắc chắn là phải làm dâu. Dạ thì về làm dâu 3 ngày, sau đó em sẽ đến nhà, em sẽ về nhà Thú làm rể 3 ngày. Một ngày còn lại cho anh tự do hai đứa. Vậy sau những ngày đó thì mình ở đâu?
Thì anh nói mà anh thích sự tự do, anh muốn và anh muốn là cả hai đứa mình cố gắng để ở đâu mình cũng có cái sự nghiệp của mình cả, mình đi đâu cũng được mà. Anh cảm nhận vợ em như thế nào? Nhìn em rất là cá tính. Hôm nay anh có nghe chị Lâm Thư nói là em khá khung trong chuyện ăn mặc. Dạ. Thì anh thích cái sự khung đó. Anh cũng rất là khung, nhưng mà khung trong khuôn khổ thôi nha, đừng khung quá. Một nhà hai đứa khung đi nó mệt lắm. Nhưng mà trái ngược với bên ngoài của em khá nội loạn, thì em lại là một người, anh nghĩ là một người nội tâm khá là yếu đuối và là nhu mì. Còn em nghĩ anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng cá tính, ấm áp. Ta kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, thật sự kiểm tra lại con tim của mình, xem nó có rung động hay không. 3 2 1. Hết thời gian rồi, mời các bạn. Không ai bấm cả. Tại sao em gái không bấm? Tại vì em cảm thấy em chưa có rung động. Em muốn dành lại phần đó cho những bạn đang xem chương trình. Chính xác. Bạn nam. Dạ, em cũng có suy nghĩ tương tự về Thu. Em nghĩ là em với Thu là làm bạn cung khung với nhau thì sẽ vui hơn. Đúng rồi. Hãy giữ những món quà của nhau để làm kỷ niệm. Dạ. Ngày mà ta gặp nhau đây, hãy sống thật bằng con tim của mình. Dạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về những điều chân thành đó. Dạ. Chào chương trình, chào chị ạ. Là chị Hoa đúng không ạ? Hay là chị Tú Anh? Chị Hoa đó em, chị Hoa đang nói đó. Nhưng mà tại vì chị Hoa đang ở nhà nên chị Hoa xin phép là tắt cái camera nha. Dạ rồi. Rồi. Bây giờ em cứ tự tin để em chia sẻ. Tại vì bên chị sẽ có quay hình lại của em đó để cho các sếp xem. Sẽ có một cái buổi gọi là thẩm định. Rất là nhiều người cũng phải xem cái phần hôm nay chị đại diện chị Cát thôi. Nên là giữ máy ổn định nè, cố định đúng rồi. Đó, đúng không? Ngồi vuốt tóc lại xíu nè. Có cọng tóc nó vương lên, nó hơi, đó, vuốt lại cho đẹp trai. Đó, đúng rồi. Nó giống như hình thẻ rồi đó. Đó, vô cái khung như thế rồi nó mới đẹp. Rồi bây giờ thì tự tin chia sẻ giùm cho bên chị nha. Đầu tiên em sẽ nói về bản thân mình trước. Điểm mạnh, điểm yếu nè. Giới thiệu họ tên xong rồi nói về điểm mạnh, điểm yếu giùm chị ha. Rồi đường tình duyên. Rồi lý do tại sao tham gia chương trình. Em cứ chia sẻ một mạch đi. Xong rồi chị thấy thiếu cái gì chị sẽ hỏi thêm. Được không? Rồi. Ok em ha. Rồi vậy thì mời em bắt đầu nha. Chào chị Hoa, chào chương trình ạ. Thì em tên là Lê Văn Bảo. Sinh năm 1992. Năm nay 30 tuổi, quê tại Quảng Nam, đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại là đang là nhân viên văn phòng, công việc về kỹ thuật máy tính và mạng. Em tham gia chương trình với mục đích là tìm kiếm một nửa của mình. Về chuyện tình duyên của em á, thì tại em đang độc thân. Trước đây em đã từng trải qua 2 mối tình và chia tay một khoảng thời gian lâu rồi. Giờ cũng sắp qua nửa đời người rồi, nên em không muốn tìm một mối tình để gắn kết đến phần đời còn lại. Và mong muốn là chương trình sắp xếp một bạn gái thật xinh đẹp hay sao? Ngập ngừng quá vậy? Không, cái chuyện đó thì nếu như xinh đẹp thì là điều quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà em biết là chương trình sẽ cố gắng sẽ tìm ra những cái nét mà nó có phù hợp giữa hai. Nên là em cảm ơn cái chương trình về những cái phía cái đó. Còn, hồi nãy em nhắc giùm chị lại cái tên của em đi. Em tên là Lê Văn Bản. Nhật Bản. Văn Bản á hả? Sao tên có ý nghĩa gì lạ không em? Vậy là ý nghĩa sao á? Sao mà ba mẹ đặt tên này có hỏi không? Mẹ em tên Nguyên. Thì em tên Bản. Ở trong Nguyên Bản á. Mẹ tên Nguyên. Ủa sao mẹ đặt tên cái tên của mẹ hả? Hiện tại là em
gia đình hay chỉ có mẹ em vậy? Ba em thì là sao á, em ly hôn hay như thế nào? Hả? Mất lâu rồi. Ba mất lâu. Ở nhà thì có đông anh em gì không? Tại là chỉ có nhà có hai mẹ con thôi. Bây giờ thế thì mẹ là còn ở ngoài quê hay sao? Mẹ em ở quê nhưng hiện tại là vào đây chơi. Vào đây từ dịch đến giờ chưa về được nên là hiện tại sống ở đây luôn với em. Đúng rồi, vô tình là ở đây là chỉ thấy được đó chứ có hai mẹ con thôi mà. Dự định tương lai em sẽ về quê hay là em muốn đưa mẹ vào đây? Hiện tại tương lai á thì sẽ có nhiều cái vấn đề phát sinh hoặc là tình cảm vợ chồng hay là cái vấn đề sao xa đó, có thể là nhiều phụ nữ hay nhiều cô gái thích là không thích sống chung với vợ chồng hay là mẹ chồng cũng thích có một cuộc sống riêng. Thì cái đó thì em cũng cố gắng là tích góp để xây dựng cho mẹ một cái nhà riêng và mỗi mẹ ở mình. Anh sẽ xây dựng cho em một cái vợ chồng em một cái không gian riêng. Bỏ mẹ sống mình đúng không? À, không phải mẹ sống mình mà là cố gắng nếu như mà có điều kiện á thì làm cái nhà mẹ với nhà em gần nhau, nhà hai vợ chồng với nhà mẹ gần nhau. Để em là còn nhau. Ở ngoài quê là cũng còn nhà ngoài đó đúng không em? Ở quê cũng còn nhà. Ngoài Quảng Nam á hả? Đúng rồi, nhưng mà nếu như xa nhà hoặc là dự định gì đó thì em cũng có nguyện vọng là sống tại Đà Nẵng vì em thích. Đúng rồi, trời, khu du lịch đồ không mà sướng mà chết, mà về đó sống ở nhà cửa, nếu mà điều kiện ở đó hơn thì mình nên về chứ. Đúng rồi đó, hiện tại là sống Đà Nẵng rất là lý tưởng, nên là 5 năm sau thì em nghĩ là sẽ về Đà Nẵng làm cái cuộc sống nó ổn định hơn. Còn hiện tại thì đang bươn chải ở Sài Gòn đối với em thì nó thuận lợi để làm ăn. Nên là mình làm đi một tích góp, sau này về Đà Nẵng sống. Ok, thấy coi hiền quá ta, được bao nhiêu mối tình rồi em? Hiện tại em là hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình 3 năm trước mà đi làm. Rồi sao chia tay, chia sẻ cho chị coi. Mối sinh viên thì thôi khỏi nói đi, mối 3 năm trước nè. Rồi, hiện tại là em cũng luôn xác định các mối quan hệ hay là tình cảm hay là quen với ai á cũng để xác định là ở miền Trung hoặc là ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì rất là tốt, tuyệt vời quá, tức là gần nhà để cho hai bên gia đình hay là nhiều cái suy nghĩ cái nó cũng có điểm chung để nó dễ mà mình gắn bó lâu dài nhất. Rồi còn cái mối tình gần đây nhất của em á là cũng người đồng hương Quảng Nam. Nhưng mà hiện tại đã chia tay rồi. Thì đa phần này là do em trước đây hay là nhiều khi là mình không có hiểu người phụ nữ cho lắm. Nên mình không hiểu người ta, họ lúc giận hờn hay gì đó. Thành ra mình không người ta họ dễ giận hờn, lại mình là cứ nghĩ người ta họ giận tào lao quá nên là mình càng giận họ giận á là càng làm mình đẩy họ ra xa. Bây giờ có kinh nghiệm chưa? Nhưng mà càng lúc đó, mình hiểu được nhưng mà cuối cùng mình cũng không có giải quyết được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nè, cái kinh nghiệm của em nè, bây giờ bạn gái giận là em làm cái gì? Bạn gái giận á thì mình phải trước hết á là phải tìm cách giải quyết chỉ trong một ngày thôi, không được nghĩ đến hai, chứ vì càng để là lâu á nó sẽ đẩy ra xa hoặc là nó tích tiểu thành giọt nước.
sau này sẽ tràn lên. Không, nhưng mà bây giờ cách giải quyết trong một ngày, ok, bây giờ trong một ngày đó thì giải quyết làm sao nè. Bây giờ bạn gái giận em, có nghĩa là giận vô duyên lắm. Thì em không có nói lý lẽ được, mà cái cô đó cổ cứ nói bây giờ nếu mà cứ, nói chung là cổ em chỉ tới trễ 5 phút thôi mà cổ giận em đó, rồi bây giờ cổ đòi chia tay đó. Thì giờ em làm sao? Cô gái mà cứ cài dễ đòi chia tay á, lọc thì mới dễ, mới gọi là cái tình cảm nó mới bền hơn. Chứ trước đây á là người yêu cũ của em á là không bao giờ không bao giờ nói chia tay, giận rất là giận, rất là kín. Thành ra mình phải suy nghĩ thấu đáo mình mới biết. Chứ còn nghĩ như mình ngày hôm đó mình bận rộn quá nhiều về công việc, hay là mình mệt quá nhiều, mình không có để ý, mình muốn cuối ngày để mình thư giãn hay là nghỉ ngơi á, mình tới mình đùng cá mình gặp chuyện nữa, gặp chặt hờ cái gì đó mà bạn gái lại không ấn lại, mình lại phát sinh, mình phát sinh, mình cũng tức giận thêm, cái đó sẽ đẩy ra xa. Nhưng mà mình phải cố gắng mà để ý xíu, chỉ cần để với một chút giận gì đó thì mình chiều cô ấy, hoặc là mình chở cô ấy, dù chở cô ấy đi tới trường hợp đó mình dẫn cô ấy uống nước, hoặc là tặng cho cô ấy một bông hoa gì đó, để nhớ lấy những cái chuyện giận mà giận nó đơn giản, những cái chuyện giận nó nhẹ á thì như vậy. Còn những cái chuyện giận nó lớn, hay là như mình làm cái chuyện gì đó nó ảnh hưởng lớn đi, thì cái chuyện giận đó thì mình phải làm một cái việc mình phải làm một cái việc là để mình sửa lỗi á, thì là phải hoành tráng hơn. Bây giờ nói dông dài chi, chị hỏi thẳng vô vấn đề, cổ đang giận em đó, bây giờ nè em làm sao, năn nỉ như thế nào nè? Nếu như thấy giận mà đơn giản á, thì mình chở đi rồi mình ghé mình mua một bông hoa mình tặng, hoặc là mình thấy chỗ nào đó mình tặng một cái Không, cô đó cổ giận, bây giờ cổ vô phòng, ví dụ phòng trọ đi, cổ vô phòng trọ cổ đóng cửa, cổ không gặp em, cổ không nghe điện thoại, rồi làm gì? Em cũng có nghĩ cái vấn đề, nhưng mà cái chuyện á là mình sẽ coi cái sở thích của cô ấy. Ví dụ như là cô ấy thích ăn bánh tráng trộn, đúng không? Mình sẽ nên mua bánh tráng trộn như thế này. Nghe thấy thương quá. Bánh tráng trộn biết rồi. Rồi sao? Bình thường không có cho cổ ăn đâu đúng không? Nhưng mà nay cổ giận rồi bắt đầu cho cổ ăn nè. Đâu có, bình thường cho mình ăn thường chứ. Nhưng mà giận thì tự đi mua, mình để mình treo, ví dụ như không có nói chuyện hay là đóng cửa. Được. Rồi sao nữa, sao nữa? Rồi mình đi về hay sao? Trước hết chứ, thì mình sẽ coi nếu như mà cô ấy quá tức giận á, thì mình sẽ giữ khoảng cách trong vòng khoảng 2 tiếng hay là 3 tiếng gì đó, để cho cô ấy vui xíu, rồi mình sẽ quay lại. Còn cái gì đó, có thể là hơi làm phiền cô ấy, nhưng mà mình hiểu là cô ấy sẽ vui khi thấy, nhưng mà mình quay lại. Được đó em, được đó, chị thấy kinh nghiệm hay quá bạn ơi. Nhưng mà sao kinh nghiệm, bây giờ có kinh nghiệm rồi vẫn ế vậy em? Thì tại là em sau khi chia tay mối tình thứ hai thì em nhiều khi mình thấy mình còn thiếu nhiều điều, hay là cái cuộc sống nó còn thiếu nên mình phải lo tâm vào làm việc, công việc hay các kiểu, chuyên tâm làm việc nên mình không có quen ai. Coi như là cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày rồi đó đúng không? Rồi có biết ca hát gì không? Ca hát thì dở lắm. Trời ơi. Không, thật sự là chị rất là quý người Quảng Nam. Đây, chị rất là yêu anh Nguyễn Văn Trỗi. Cho nên là chị rất là muốn nói cái điều đó với em. Em phải mạnh mẽ, gọi là quyết tâm đồ lên để chị kiếm bạn gái. Gọi là chị quý em, chị sẽ ưu tiên cho em hơn chẳng hạn, biết không? Vào điều chị nói như vậy thì thấy là cảm ơn chị nha. Cảm ơn, nhưng mà phải do em chứ lên. Đó là em phải cua chứ, em phải thể hiện bản lĩnh. Giờ chị thấy cũng có chút kinh nghiệm rồi đó. Nhưng mà chị thấy có cái sở thích của em là
À, em nói cái nhược điểm em nó không có khiếu mỹ thuật hả? Làm gì cũng xấu hả? À, đúng rồi. Thật ra em thấy cái gì nó cũng đẹp hết chứ không phải là làm gì nó cũng xấu. Đúng rồi. Thật ra là... Ừ. Nhưng mà người ta họ nói là họ thấy xấu. Nhưng mà em lại thấy nó đẹp. Ừ. À, cái gì như vậy? Trừ khi... Ví dụ như em thấy một cái cây á, nhìn như vậy nó xấu xấu nhưng mà em thích lượng về để em trồng em gì đó. Nó là cái cây nó đẹp. Ừ. Ừ, cái gu khác nhau thôi chứ đâu có gì em. Nhưng mà mình thấy cái áo, cái đồ của đồ mặc nó đẹp như vậy. Nhưng mà người ta nó thấy nó không có phong cách, nó không có đẹp, nó xấu. Ừ. Thật là như vậy, thành ra là kiểu như mình cái khiếu mỹ thuật mình thấy cái gì nó cũng đẹp. Ừ. Nhưng mà tạo lại gì xấu. Nó thành ra là ví dụ mình thấy mình mua một vài bông hoa đi để mình về mình cắm. Mình cắm kỹ nào mình cũng thấy đẹp hết. Trong khi người ta họ nhìn vào họ nói là cấm gì như là cấm ngồi bụi vậy. Ừ, không, chị nghĩ là em con mắt em nhìn cũng không có phải là sai đâu em. Tại vì trong này em nói là em thấy Ninh Dương Lan Ngọc nhìn xinh nè. Là em thấy xinh mà, là ok mà, Ninh Dương Lan Ngọc xinh mà. Là con mắt em bình thường. Ừ, cái mà em nhìn thấy có xinh rồi. Những cái đó gọi là mình xinh, mình nổi tiếng thì đã nổi tiếng thì chắc sẽ xinh nữa thêm. Nhưng mà em là kiểu là em nhìn thấy ai cũng xinh đó đúng không? Đúng rồi, em thấy ai cũng xinh hết. Ừ, vậy ghép cho em càng dễ nữa. Trời ơi, em không có cái kén chọn vậy dễ nữa. Thôi, được rồi, hiểu cái gu rồi. Cái xinh của em thì nói vậy thôi, nhưng mà là cô nào miễn là nữ, là giới tính nữ thôi là chắc em cũng thấy xinh rồi đúng không? À, nhưng mà nói vậy chứ thật ra gương mặt phải ai chứ. Chứ còn nếu như mà em không thích mọi người ốm. Ừ. Thích mập bao nhiêu cân? Vì thật ra anh thấy ốm nó không hấp dẫn. Ừ. Còn em hay đó, trò công ty chị toàn là tròn tròn không à. Thiệt á, nếu em ráng đi để lên ghi hình. Để lên ghi hình, không được người này cũng được người kia à. Cao. Ừ. Vì em thích cao á. Vì... Em thích cao nhiêu? À, đúng rồi. Vì em coi rồi các di truyền cho đời sau á là con sẽ hưởng chiều cao của mẹ. Có gì kỳ với ông, thường á mấy cô gái người ta mới nói thích lấy chồng cao để mà cải thiện nòi giống, giờ ông đòi lấy chiều cao mẹ nữa sao? Vậy sao ngược quá vậy, chị thấy nó kỳ kỳ nha. Rồi nói chung chị sẽ cố gắng nha. Chị cố gắng nhưng mà em phải mang về độn đồ thêm tí nữa chứ. Trời, cô gái thích cao, thích đàn ông cao nhiều lắm em. Nếu mà bằng người ta cũng thấy nó hơi không thích lắm đó nha. Em phải mang giày độn thêm. Đúng rồi, được không? Thôi cũng đi mang giày độn mà. Dạ. Ừ, em mang bao nhiêu? 4 phần, 5 phần trở lên. Ừ, trời ơi, em bây giờ 1m62 đúng không? Đúng rồi. Em độn sao mà được 1m7 đi, mấy cô là hay đưa tiêu chí 1m7 đó. Không thiệt mà, em coi chương trình em thấy không, 1m7 là chuẩn, còn không cũng phải 69. Ráng lên đi, trời, có 4-5 phân mà đôi giày có ai biết đâu. Kệ, độn đại lên đi em. Dạ. Ừ, muốn kiếm bạn gái cao mình phải chịu khó độn tí ha, chịu không? Chịu không? Chịu độn không? Chịu độn 1m7 không? À, độn cỡ 1m68 mà. Ừ. Rồi, được rồi, chọc em vậy thôi. Rồi, ok, được rồi bạn ơi. Nếu mà được chọn á, bên chị sẽ liên lạc lại rồi hướng dẫn cho em thêm những cái phần tiếp theo nha. Mình sẽ chuẩn bị cái gì để đi ghi hình ha. Được không? Dạ. Ừ, rồi phần cát của em xong rồi đó. Em có thể là kết thúc cuộc gọi. Rồi chờ thông tin từ chương trình mình nha.